Trời ơi, cái thằng Vạc này làm cái gì mà ngồi lù lù như ma xó thế hả? Ông muốn giải quyết nỗi buồn của ông thì đi chỗ khác, đừng động chạm vào nỗi buồn của con. Rượu à? Ngon không? Đưa ông thử một tí xem nào. Ê, con đã bảo là ông đừng có động chạm vào nỗi buồn của con mà. Tao động chạm vào chai rượu chứ tao thèm động gì vào nỗi buồn của mày. Đưa xem nào. Ông đừng có đùa, rượu này quý lắm. Bạn con vừa cất xong mẻ này, mãi nó mới cho con một chai đấy. Làng mình còn lâu mới có loại rượu ngon như thế này. Ôi dào ơi, may thì chỉ có nói phét thôi. Nhà ông thiếu gì thì cứ đưa đây ông thử một tí. Công nhận thơm thật. Cho ông một ngụm nào. Không được, ông yếu thì đừng đòi ra gió. Rượu này nặng lắm, đừng có đua đòi. Mà con đã bảo là con đang buồn, ông cứ le ve ở đây làm gì, để cho con yên. Ờ hay nhỉ, từ nãy đến giờ mà mày vẫn chưa buồn xong à? Thế làm sao mà mày phải buồn? Ông bá bắt nạt gì mày à? Chuyện này á còn nghiêm trọng hơn gấp ngàn lần. Ông thì làm sao mà hiểu được. Ông có biết đêm nay là Tết Trung Thu rồi không? Tết Trung Thu thì làm sao? Liên quan gì đến mày? Thế nó mới khổ cái thân con. Làng giao cho con làm ông địa, mua vui cho bọn trẻ, cũng thưởng một khoản khá. Con đang sung sướng thì lại bị hoãn cái sự sung sướng ấy lại. Là làng lại không cho mày làm nữa à? Có tiền thưởng mà lại không được làm thì chẳng tiếc quá ấy chứ. Không phải thế, mà là cô mơ tối nay lại hẹn con tình tự. Khó khăn lắm cô ấy mới hẹn con. Giờ không đi coi như chuyện tình yêu của con tan tành. Mà đi thì không được, lỡ nhận với làng rồi. Giờ không làm thì bị phạt. Mà đã giao hẹn rõ ràng. Khổ thân con quá ông ơi. Bên tình bên tiền, biết phải làm sao. Thường cái gì, chứ làm ông địa thì ông làm được. Mày cứ đưa tiền thưởng với chai rượu này cho ông là xong việc. Nhưng mà ông liệu có làm được không? Xem này, ông địa bụng phải to béo, ông làm còn được hơn anh ấy chứ. Thôi chốt đi. Thế bây giờ muốn mất người yêu hay mất chai rượu với món tiền thưởng? Ông đã nhận lời rồi đấy nhá. Ông nhớ phải múa cho giống ông địa và làm bọn trẻ con được vui vẻ. Kèo này coi như xong. Yên tâm, cứ để đó. Nhà bao việc ông còn lo được. Dăm ba cái chuyện trẻ con này đơn giản. Hay quá. Thế con nhờ ông, con về đây ạ. Về đi. Thôi chết, tí thì ra quần. Ấy, ông ơi, vào đây, có lòng non tuyệt của mèo. Nhanh nhanh, vừa chín xong. Vừa hay, tôi có chai rượu. Loại này thượng hạng, tôi phải bỏ công sức mới kiếm được đây. Thế thì còn gì bằng, vừa có lòng non, lại vừa có rượu ngon. Đúng là lộc ăn, lộc ăn. Nặng lắm đây, các ông đủ sức không? Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhá. Tôi là tôi còn lâu mới say. Tối nay tôi còn phải đi làm ông địa thay cho thằng Vạc đấy. Còn nói được là còn tỉnh. Tôi thì tôi hơi buồn ngủ rồi. Tôi là tôi thấy đứa nào vừa kéo tôi đi nhờ. Anh làm ở nhà cụ bá, ăn uống có được no không? Cơm ăn mỗi bữa một lưng, uống nước cầm chừng. Để dạ thương em. Điều cụ bá bảo ăn thủng nồi trôi dế, thế mà bảo ăn mỗi bữa một lưng à? Ôi giời ơi, thôi chết rồi. Sao giờ này mà ông vẫn còn ở đây? Ông chẳng ở đây thì ông ở đâu? Đúng, chúng ông thích ở đâu thì ở. Chúng bay có quyền gì mà nói. Mơ ở đây, anh đưa phú ông về làm ông địa cho bọn trẻ con đã, rồi anh quay lại ngay nhá. Ừ, em chẳng chịu đâu. Thôi nào, gấp lắm rồi đấy, anh sẽ quay lại ngay. Nhanh lên ông ơi, bọn trẻ con đi rước đèn từ nãy rồi. Mà quần áo với mặt nạ ông để đâu? Thì ông không nhớ.
Ui, chết con rồi ông ơi. Ông rằng, xuống chơi với tôi. Có bầu, có bạn, có bán cơm xôi, có nồi cơm nếp, có tệp bánh chưng, có lưng hũ rượu, có chiếu bám dù. Thằng cu tí xoài, bắt chai bỏ giỏ, cái đỏ ẵm em, đi xem đánh cá. Có giá vo gạo, có gáo múc nước, có lược chải đầu, có trâu cây ruộng, có muống thả ao, ông sao trên rồi. À, ông địa đây rồi, đây rồi. À, ông địa kìa. Ông địa đến rồi đấy. Ôi giời ơi, vẫn say khướt cườn cượt. Mà thôi kệ, phải ra với mơ ngay. Ông địa ơi, cho chúng con kẹo đi. Cho chúng con kẹo đi mà, ông có nhiều kẹo lắm phải không? Kẹo cái gì mà kẹo, phải ăn lòng non nó mới ngon. Thế có đứa nào ăn lòng non không? Ông địa ơi, sao ông không đi thẳng được mà ông cứ loạng choạng như say rượu thế? Say là say thế nào? Ông ba say chưa trai nhá. Chà, ông địa năm nay hay đau đề nhỉ. Đấy, bọn trẻ con cứ được thế là thích đấy các bác ạ. À, các cậu ơi, ra xoa bụng phệ của ông địa này. Năm nay ai nhận làm ông địa mà hợp thế hả các ông các bà? Thằng Vạc đấy các ông ạ. Trông nó hóa trang giống y như thật. Năm sau phải bảo nó làm tiếp. Đúng là tôi thấy rất giống. Thế này làng phải thưởng thêm mới phải. Ông địa ơi, ông có biết đọc thơ kể chuyện Trung Thu không ạ? Ông kể chuyện hàng Nga cho chúng cháu nghe đi ạ. Ông thì có chuyện gì mà ông chẳng biết. Đến như bây giờ thằng Vạc đang tình tự với con mơ ở ngoài ruộng khoai lang, ông còn biết nữa là... Này ông địa, ông mới nói linh tinh cái gì đấy hả? Mà chẳng phải ông địa chính là thằng Vạc rồi à? Hóa ra ông địa là phú ông. Là phú ông. Phú ông kìa. Ôi chết, thế ra chúng nó đang ở ngoài ruộng khoai thật à? Vạc ơi là Vạc, mày làm gì con gái ông? Ông ơi, ông làm ông địa tiếp đi ạ. À, cha siêu thật đấy, cha làm ông địa vui lắm ạ. Ông đang say. Tiên sư cái thằng Vạc cho ông uống rượu gì. Nhưng mà thôi được rồi, chương trình Trung Thu bắt đầu. Ấy thế mà lại hay. Chào các cậu. Ôi, xóa đến rồi. Bọn tớ đang làm đèn lồng kéo quân đấy. Cậu làm cùng cho vui. Rồi đêm Trung Thu bọn mình sẽ kéo đèn lồng đi khắp làng luôn. Này Xoài, nhà cậu có tờ giấy nào đẹp đẹp mà màu mè tí không? Mang ra đây bọn mình cắt hình con vật. Hình như là có đấy. Cha tớ có mấy quyển sách bìa đẹp lắm. Giấy cũng đẹp nữa. Ôi thế thì tốt quá, cậu về lấy đi. Chứ nhà tớ, nhà Hồng Xiêm, nhà Na toàn là giấy đều thôi. Cặp nước là nhũn, còn gần lửa là cháy xém hết. Nhưng mà đấy là sách gì của cha cậu thế Xoài? Nếu cậu lấy phải sách quý thì sẽ bị cha đánh đòn đấy. Hay thôi Xoài ơi, bốn đứa mình làm, có đèn nào chơi đèn nấy, xấu đẹp gì cũng được. Mà tiện đây, tớ cũng thông báo luôn với các cậu là năm nay tớ không làm đèn cùng các cậu nữa. Hả? Sao thế? Cha cậu không cho chơi cùng bọn tớ à? Hay là Xoài có bạn mới rồi? Năm nay tớ sẽ cùng cha mẹ đi lên tỉnh chơi Trung Thu, chứ không ở làng mình chơi Trung Thu nữa đâu. Trung Thu ở quê nghèo chán òm, chẳng có gì vui. Ôi thế à? Sướng thế. Cho bọn tớ đi chung được không? Hứa sẽ ngoan. Hay là cậu xin cha cậu cho bọn tớ đi cùng đi. Bọn tớ đi theo xem thôi, chứ không làm gì tốn tiền đâu. Đúng đấy. Mỡ đấy mà húp. Lên đấy còn bao nhiêu thứ phải chi. Nhà các cậu làm gì có tiền mà đòi theo. Thế nên cha tớ chỉ cho một mình tớ đi thôi. Mà trên tỉnh có nhiều đèn lồng đẹp lắm. Hình ngựa này, hình ngôi sao, hình mèo chó gì cũng có hết. Tớ sẽ bảo cha mua cho mấy cái đèn lồng thật to, thật đẹp. Còn xịn sò gấp mấy lần cái đèn lồng đều này ấy chứ. Đèn lồng bọn mình làm cũng đẹp mà Xoài. Chỉ là không to như đèn ở quán bán thôi. Mọi năm cậu chẳng thích lắm còn gì. Trước khác, giờ khác. Tớ là Xoài thiếu gia. Vì vậy
Mà mấy cái đèn lồng tự làm méo mó xấu xí này còn không xứng với tớ nữa rồi. Cậu Sĩ nó vừa vừa. Nếu cậu không làm đèn cùng bọn tớ thì thôi. Xôi xéo đi cho nước nó trong. Ở đây mà chê bài này kia, ngứa cả tai. Có đứa ken ăn thức ở kia, lêu lêu. Mà thôi, chẳng nói chuyện với mấy cậu nữa, tớ đi đây. Cha, cha bảo sao ạ? Con không được lên tỉnh chơi trung thu nữa. Con không chịu đâu. Cha mẹ đã hứa với con là nếu kỳ thi này con được 7 điểm sẽ cho con lên tỉnh chơi trung thu mà. Giờ cha mẹ lại nuốt lời. Con ơi, cha mẹ có nuốt lời đâu. Nhưng mà năm nay bà nội lên đón trung thu cùng nhà mình. Bà thì già cả rồi, không đi xa được. Con không biết đâu. Con muốn cả nhà mình lên tỉnh chơi cơ. Nếu bà không đi được thì mẹ thuê xe ngựa cho bà đi. Nhưng mà bà đau lưng, bà mệt lắm con ạ. Đi xa bà ốm ra đấy thì lại khổ. Con không chịu đâu. Thế con không thương bà à? Con có thương bà chứ. Nhưng mà trung thu ở làng này có cái gì đâu. Chẳng đông vui nhộn nhịp như trên tỉnh. Này, quà trung thu của bà nội tặng con đấy. Đẹp không? Hơn đứt mấy cái ở trên tỉnh ấy chứ. Bà tặng con ý ạ? Ui, nhìn nó cứ làm sao ấy. Con muốn cái to hơn, màu lấp lánh hơn cơ. Cái này bé tí, con chẳng thích. Cái thằng này, nói bé bé thôi. Bà nghe thấy bà lại buồn. Giờ bà có tuổi rồi mà bà vẫn lọ mọ làm đèn lồng cho con thì con phải biết trân trọng chứ. Con... Thôi thế này, cha hứa sẽ mua cho con 2 chiếc đèn lồng đẹp. Nhưng năm nay con phải ở nhà đón trung thu cùng bà nhớ. Cha mẹ không giữ lời. Đã thế kỷ sau con sẽ học dốt. Dốt nữa, dốt mãi cho cha mẹ xem. Cái thằng này, thế là hư đấy, biết chưa? Bà ơi. Xoài đấy à. Ra đi ngồi với bà nào. Bà ơi, cháu có chuyện này muốn nói với bà. Nhưng mà bà đừng giận nhá. Có chuyện gì cháu nói đi. Bà ơi, năm nay cháu rất muốn lên tỉnh chơi trung thu một lần. Cháu cũng đã khoe với các bạn rồi. Thế nên là... Bà nghe nói kỳ thi vừa rồi cháu được 7 điểm. Thế là rất tốt. Cháu xứng đáng được cha mẹ thưởng cho một chuyến lên tỉnh chơi. Sao bà biết ạ? Cha cháu nói với bà đây. Cháu cứ yên tâm đi chơi cùng cha mẹ nhá. Cả năm mới có một lần mà. Nhưng mà cháu muốn cả nhà mình đi cơ. Cháu không muốn bà ở nhà một mình đâu. Bà già yếu, đau lưng lắm Xoài ạ. Bà không đi xa được. Cháu cứ đi đi, bà không giận đâu. Thế thì cháu cảm ơn bà. Cháu hứa chơi xong cháu sẽ về sớm để chơi với bà. Cháu yêu bà nhất trên đời. Chà bố anh, chỉ được cái lẻo mép. Wow, đúng là trung thu trên tỉnh, vừa đẹp vừa lung linh. Nhiều đèn lồng đẹp quá cha mẹ ơi. Thế nào, con thỏa lòng mong ước rồi nhớ. Không lại bảo cha mẹ nuốt lời. Vâng ạ, cha mẹ tuyệt vời. Ôi ơi, các cậu mua đèn lồng ở đâu đẹp thế? Đẹp thật đấy, cho tớ chơi cùng với. Này, cậu từ đâu đến đấy? Tớ ở làng Hạ lên đây. Làng Hạ là cái chỗ nào? Chưa nghe bao giờ. Nhưng mà ở làng đấy thì chắc là nghèo. Cậu có tiền theo được bọn này không mà đòi chơi cùng? Tớ là con phú ông giàu nhất làng. Nhà tớ đầy tiền. Bọn này chỉ toàn con quan thôi. Cậu ở làng nào đó xa lắc xa lơ, lại là con trọc phú, đừng hòng được chơi cùng với bọn này. Lêu lêu. Các cậu. Đúng là cái lũ mất dạy. 3 tuổi danh mà đã kênh kiệu lếu láo. Xoài, kệ chúng nó. Bực cả mình.
Chúng nó là con quan, chắc gì đã giàu bằng nhà mình, cha nhỉ? Xì, con không thèm chơi với chúng nó luôn. Ôi, cái đèn lồng kia đẹp quá. Cha mẹ ơi, mua cho con đi. Được, nhà mình đầy tiền, để cha hỏi. Ông kia, cái đèn lồng này giá bao nhiêu? Dạ dạ, chào ông bà. Đèn lồng này to đẹp nhất cửa hàng tôi đấy ạ. Giá là 16 đồng thôi ạ. Hả? Có 16 đồng thôi á? Khiếp, cái đèn lồng bé tí mà tận 16 đồng. Ông ngáo giá à? Ôi, cửa hàng tôi là bán rẻ nhất tỉnh rồi đấy ạ. Không tin, bà cứ đi hỏi khắp chợ mà xem. Để làm được cái đèn này á, tôi phải mất cả tháng trời. Chưa tính tiền nguyên liệu, giá thế là rất phải chăng rồi ạ. Phải gì mà phải, tôi hỏi hàng kia người ta bán có 10 đồng thôi. 10 đồng thì người ta cho ông sờ. Mình hỏi lúc nào đấy? Cái bà này, đang giả vờ thế. Nào, thế ông có mua không? Có mua, trời ơi, mua cho con đi. Thôi, tôi mua, nhưng mà 14 đồng thôi nhá. 13 đồng thôi, 14 đồng vẫn đắt. Mua thì mua luôn đi, lại còn kỳ kèo một vài đồng. Đúng 16 đồng tôi bán, không thì mời ông bà lựa. Hãm. Bán hàng mà dám chửi khách à? Thôi đi đi mình, người trên tỉnh không hiền như quê mình đâu. Nhưng con thích cái đèn đấy, cha mua cho con đi. Thôi, sang hàng khác, hàng này bán đắt, nhìn mặt chủ đã thấy gian rồi. Cha đã hứa với con là con thích gì cha cũng mua cơ mà. Có 16 đồng mà cha cũng kỳ kèo để người ta đuổi đi. Con không chịu đâu. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh. Kiểu gì cha cũng mua cho con một cái đèn lồng vừa to vừa rẻ mà lại đẹp hơn khối cái kia, yên tâm. Con biết thừa tính cha, cha lại tiếc tiền chứ gì. Cứ thế này á, có mà đến tối cũng không có đèn lồng. Cháu chào ông bà, em chào anh. Anh ơi, anh có mua đèn lồng không ạ? Em bán cho anh đấy. Cái đèn này á, vừa cũ vừa quê mùa, em có cho anh cũng không thèm lấy. Mà sao trẻ con có đèn lồng không mang đi chơi, lại đi bán hả cháu? Dạ, tại vì cháu cần tiền ạ. Tiền à? Ngươi cần tiền làm gì? Cháu cần tiền, có việc quan trọng ạ. Ông ơi, bà nội cháu bảo đây là chiếc đèn lồng vô giá và chỉ có một trên đời thôi. Vậy là nó rất đắt đúng không ạ? Hả? Đèn lồng này vô giá à? Dạ đúng thưa bà, đây là đèn lồng bà nội làm cho cháu đấy. Thế cháu không thích nó à? Hay sao mà lại bán đi? Dạ, cháu thích chứ, nhưng mà cháu sống cùng bà nội. Bà cháu dù nghèo, nhưng năm nào cũng cố gắng làm cho cháu một chiếc đèn lồng. Đến năm nay thì bà đổ bệnh và đang rất yếu. Cháu muốn bán chiếc đèn lồng này đi để kiếm tiền chữa bệnh cho bà. Ra thế, đúng là thằng bé ngoan. Ôi, đời còn nhiều cảnh khổ quá. Này nhóc, ta cho ngươi 5 đồng, về mua món gì ngon ngon cho hai bà cháu ăn nhớ. Còn cái đèn lồng này, ngươi cứ cầm lấy mà chơi. Này, ta cho thêm 3 đồng nữa đấy, cháu cầm đi. Ôi, cháu cảm ơn ông bà. Ông bà thật là tốt bụng ạ. Thôi được rồi, ngươi về đi. Về còn đón Trung Thu cùng bà chứ. Bà ở nhà chắc cũng lo cho ngươi lắm đấy. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Cháu cũng chúc ông bà và anh có một Trung Thu vui vẻ ạ. Cha mẹ ơi, con muốn về nhà. Con muốn đón Trung Thu cùng bà nội ạ. Thế con không mua đèn lồng nữa à? Tự nhiên con chẳng thích đèn lồng trên tỉnh nữa. Con thích đèn lồng bà nội làm cơ. Đèn lồng của bà nội vừa giản dị, vừa thân thuộc, lại vừa vô giá. Con của mẹ lớn rồi đấy, biết nghĩ rồi. Thế thôi, chúng ta về nhá. Dạ vâng ạ. Các cháu đã rõ chưa? Giờ các cháu làm thử cho bà xem nhá. Dạ vâng ạ. Bà ơi, bà.
Xoài, cháu sao thế? Sao lại khóc? Mẹ, cháu nó lên tỉnh chơi mà nhớ bà quá, bắt bằng được con cho nó về nhà đấy. Nó bảo đèn lồng bà nội làm là đẹp nhất, là vô giá. Chúng cháu chào phụ ông bà. Mấy đứa sang đây chơi đấy hả? Dạ vâng, chúng cháu không biết làm đèn lồng cá chép, nên chúng cháu nhờ bà dạy làm ạ. Thế thôi, chúng cháu về ạ. Về là về thế nào? Mấy đứa ở đây mà chơi cho đông vui chứ, thằng Xoài nó về rồi đây này. Dạ. Xoài ơi, cậu làm đèn lồng cùng bọn mình đi. Tối chúng mình đi rước đèn phá cỗ, còn gặp chú Quậy chị Hằng chứ. Các cậu ơi, đi thôi, đi chơi thôi, gia đình đi. Ôi, có tiếng trống trung thu rồi, các bạn khác cũng đi chơi rồi, bọn mình phải làm nhanh nhanh lên mới được. Bà ơi, bà dạy cháu làm đèn lồng cá chép đi ạ, năm nay cháu sẽ làm đèn tặng bà. Ôi giời, cái thằng nhóc này khéo nịnh bà quá. Được rồi, để bà dạy cháu làm nhá. Đúng là không có gì bằng tình yêu thương và sự gắn bó, mình nhỉ. Trung thu năm nay, thằng Xoài nhà mình đã lớn, biết suy nghĩ, biết sống tình cảm hơn nhiều rồi đấy. Đúng thế, trung thu năm nay thật là ý nghĩa. Trước thì tôi thấy phiền, chẳng có gì vui. Còn giờ thì tôi nhìn đâu cũng thấy tràn đầy tình yêu thương. Trung thu đến thật rộn ràng, ánh trăng thiêng thiết bắt ngang lưng trời. Chị Hằng nở nụ cười tươi, rắc muôn ánh vàng khắp nơi dịu dàng. Đường quê ngập ánh trăng vàng, từng đoàn em nhỏ rộn ràng reo ca. Ngõ làng rực rỡ cờ hoa, đèn lồng mặt nạ sao xa lưng trời. Bài kiểm tra lần này của các trò khá tốt, đặc biệt là trò Xoài, đã có điểm số khá cao. Tuy nhiên, vẫn còn kém Hồng Xiêm một điểm. Úi giời ơi! Lại thua thằng Hồng Xiêm, chỉ tại cái câu củ chuối nó đấy mà. Chà ơi là chà! Tại cha ấy, hỏi dò đề bài của thầy mà thiếu mất một câu. Thì người ta chỉ cho có thế thôi. Còn một câu, con phải tự mà vận động chứ, còn trách ta. Nhưng mà con không muốn thua thằng Hồng Xiêm. Thế thì phải cố lên, ta không giúp nữa đâu. Được voi lại đòi hai bà Trưng. Chán chà. Hôm nay học tới đây thôi. Giờ thầy sẽ cho các trò chơi một trò chơi mà sẽ rất có ích cho sức khỏe. Các trò đoán được là trò gì không nào? Có phải trò thi ăn nhanh không ạ thầy? Đúng là mít mật. Trò leo núi phải không thầy? Lần này á, con nhất định sẽ không chủ quan nữa đâu. Trò kéo co phải không thầy? Hồng Xiêm đoán đúng rồi. Mình lại thua nó à? Sao nó lại biết nhỉ? Sao cậu đoán hay thế? Thì tớ thấy cuộn dây thừng thầy để đằng kia kìa. Cậu có óc quan sát thật đấy. Lớp sẽ chia thành hai đội. Đội nào thắng sẽ được thưởng xoài. Xoài chín cây nhà thầy là ngon hết nước chấm đấy. Ôi, xoài nhà tớ đầy, ăn chán rồi. Giải thưởng quan trọng gì, vui là chính mà xoài. Tớ chọn mít mật, cậu về đội với tớ đi. Thắng á, tớ cho ăn chè thỏa thích. Ui, nhận luôn. Cậu chọn tớ là sáng suốt đấy. Xoài khôn lỏi thật, chọn hết người khỏe về đội nó chứ. Dù có thế nào, cũng không được buông dây mít mật nhá. Nhất định đội mình phải chiến thắng. Tưởng cậu không thích ăn xoài cơ mà. Không ăn xoài, nhưng vẫn phải chiến thắng vì danh dự. Chứ ai như cậu, lúc nào cũng chỉ ăn là giỏi. Danh với chẳng dự, có ăn được đâu. Thôi, tập trung đi, phải thắng đấy. Được rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên nào. Cố lên các cậu, đội bên kia khỏe hơn. Bọn mình phải có chiến thuật mới được. Nhớ nào, cậu nói nhanh đi, tớ sắp không trụ nổi nữa rồi. Tớ đếm 1, 2, 3, tất cả cùng nhả dây ra một chút. Bên kia lỡ đà là bên mình phải kéo hết sức nhá. Được. 1, 2, 3. Lại thua thằng Hồng Xiêm, tại cậu ấy, to xác mà ngốc. Tại
cậu ấy, cậu mà hô hào được cả đội nới nhà được như đội Hồng Xiêm á thì đã khác rồi. Với lại chắc chưa có gì vào bụng nên tớ mới yếu thế đấy. Thôi đi ăn chè đi. Chè gì mà chè, thua mà còn đòi ăn á, có mà ăn cám ấy. Bít mật, cậu tìm cỏ gà làm gì? Hôm qua cậu đã thua tớ rồi mà, hôm nay có được chơi đâu. Thì tớ tìm cho vui thôi mà. Hồng Xiêm nói đúng đấy Bít mật, cậu làm gì có cửa thắng cậu ấy. Tớ thì may ra. Cậu cũng hơn gì tớ mà chê. Xì, ai bảo thế hả? Hôm nay á, để tớ phân thắng bại với Hồng Xiêm, xem ai chọn cỏ gà giỏi hơn, nhất định tớ sẽ thắng. Cậu cứ chống mắt lên mà xem, thắng thua còn chưa biết được. Đánh 3 lần nhá, ai thắng 2 lần sẽ là nhà vô địch chọi cỏ gà. Đồng ý, tớ thắng chắc. Thắng một ván rồi. Tớ thắng nhá. Còn ván cuối quyết định này, lần này tớ sẽ cho cậu biết tay. Chết này. Thắng rồi, tớ thắng rồi. Hoan hô, Hồng Xiêm thắng rồi. Gớm, thế mà xoài to mồm, quả quyết mình sẽ thắng cơ. Tớ không phục, chơi lại. Thôi thôi, hôm qua tớ thua có đòi chơi lại đâu. Đã thua rồi thì nhận đi, còn ra vẻ ta đây. Cây thật đấy, sao lúc nào mình cũng thua Hồng Xiêm đấy nhỉ. Chơi cỏ gà cũng thua. Sách của ai thế nhỉ? Sách của ai thì sau đó cũng phải thuộc về mình, không thể để Hồng Xiêm cướp mất được. Vớ vẩn, tớ thấy trước, cái gì cậu cũng thắng, lần này á thì đừng hòng nhá. Buông ra. Của tớ, của tớ. Tớ nhìn thấy cuốn sách này chưa? Vớ vẩn, tớ thấy trước. Tớ thấy trước, sách này nếu không có ai nhận thì là của tớ. Còn lâu, tớ thấy trước. Là của tớ, buông ra. Ấy ấy, đừng răng nữa. Kéo qua kéo lại, lỡ rách mất thì làm thế nào. Để tớ cầm hộ cho, phân xử sau. Mở ra xem sách gì nào. Hình như là chuyện dân gian ấy, nhưng lạ lắm. Chuyện trong này tớ chưa đọc bao giờ. Đúng là sách lạ, phải mang về đọc mới được. Sách của cậu đâu mà đòi mang về. Sách này là của tớ, tớ nhìn thấy trước. Còn lâu, tớ nhìn thấy trước. Cậu có thích đọc sách đâu mà tranh. Tớ cứ mang về đấy. Sách lạ không ai có, tớ càng phải có, rồi mang khoe cho đám trẻ trong làng sáng mắt ra. Sách rơi vào tay cậu chỉ có phí. Đừng hòng, của tớ. Nào nào, có chuyện gì mà cãi nhau óm tỏi thế hả? Để ta phân xử cho. Con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Các trò đừng cãi nhau nữa. Nói xem có chuyện gì nào. Mít mật, đưa cuốn sách đây ta xem thử. Đúng là sách lạ, ta cũng chưa thấy bao giờ. Thầy ơi, nhờ thầy phân xử giúp con. Con nhìn thấy trước mà. Không phải, con thấy trước. Sách này là của con. Sách lạ thế này mình chưa có. Nội dung rất hay, phải tìm cách chiếm lấy mới được. Hai trò đều nhận mình nhìn thấy trước. Ta không biết ai nói thật, ai nói dối. Giờ ta ra một câu đố mẹo, hạn đến sáng mai, ai trả lời đúng thì sách là của người đó. Vâng ạ, con đồng ý. Thầy cứ ra câu đố ạ. Con cũng đồng ý. Hai trò ngày mai phải đến nhà ta, nhưng không được đi bằng hai chân, không lăn, không bò, không được mặc quần áo, nhưng cũng không được ở chuồng, không được đi một mình, nhưng cũng không được đi với người khác, không được đói, cũng không được no bụng. Hả? Cái này... Câu đố khó thế, làm sao mà giải được? Không giải được thì khỏi cần lấy lại sách. Không đi bằng hai chân, không lăn, không bò à? Khó nhỉ? Không đi một mình, nhưng cũng không đi cùng người khác. Nghĩ không ra, đi ngủ, mai nghĩ tiếp. Thầy đổ ra câu đố khó thế, cha cũng chưa nghĩ ra. Cha, cố nghĩ giúp con đi, nếu không chẳng lấy được sách về, bực chết mất. Có mỗi quyển sách cũ thôi mà, hôm nào lên huyện,
cha mua cho con mấy quyển, tha hồ mang khoe. Nhưng con không muốn suốt ngày thua Hồng Xiêm. Chắc gì thằng nhóc Hồng Xiêm đã giải được. Thôi, để cha cố nghĩ xem sao. Mãi không thấy đứa nào đến, chắc không giải được rồi. Sách này thuộc về mình, chứ còn gì nữa. Con chào thầy ạ. Ơ kìa, trò đi không như vậy là tự nhận thua à? Vâng ạ, con nghĩ cả đêm không ra nên đến chờ thầy dạy bảo ạ. Biết điều là tốt, Hồng Xiêm chắc cũng không nghĩ ra đâu. Con chào thầy ạ. Cái này, cậu giải được câu đố à? Đúng vậy, thưa thầy, con không đi bằng hai chân, không lăn, không bò, mà cưỡi trâu. Con không mặc quần áo, nhưng cũng không ở chuồng, vì quần lá chuối che. Con không đi với người khác, nhưng cưỡi trâu. Tức là cũng không đi một mình, và con đã ăn nửa quả hồng xiêm, nên không đói bụng, cũng chẳng no ạ. Rồi ạ, đúng rồi, đơn giản thế mà mình nghĩ không ra. Phí quá, đúng là hồng xiêm thông minh thật. Mình phải cố rất nhiều nữa thì mới có thể so bì được với nó. Thưa thầy, thầy xem giải như vậy có đúng không ạ? Đúng, đúng. Thông minh lắm. Vậy xin thầy cho con lấy quyển sách về ạ. Đây. Con cảm ơn thầy. Chào thầy ạ.